À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với bộ môn vật lý lớp 10. Trong chuỗi video này, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết các bài tập ở trong sách giáo khoa, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và bài học ngày hôm nay là Chương 6, chuyển động tròn đều. Bài 32, lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm. Câu hỏi khởi động trang 123. Tại sao trái đất chuyển động xung quanh mặt trời? Tại sao trên những đoạn đường vòng thường phải hạn chế tốc độ của xe và mặt đường thường phải hơi nghiêng về phía tâm? Ta biết rằng trái đất chuyển động quay quanh mặt trời là nhờ có lực hấp dẫn của mặt trời tác dụng lên trái đất. Lực hấp dẫn này đóng vai trò là lực hướng tâm, giúp cho trái đất không bị văng ra khỏi quỹ đạo. Trong cuộc sống, trên những đoạn đường vòng thì thường phải hạn chế tốc độ của xe và mặt đường thường phải hơi nghiêng về phía tâm. Vì chuyển động của xe lúc này giống như một chuyển động tròn, cần có lực hướng tâm giữ cho xe không bị văng ra khỏi quỹ đạo. Nếu mặt đường bằng phẳng thì lực ma sát nghỉ đóng vai trò là lực hướng tâm. Khi xe đi với tốc độ cao, lực ma sát nghỉ không đủ lớn để giữ cho xe chuyển động đúng quỹ đạo. Hậu quả là xe sẽ bị văng ra. Khi đó, người ta phải thiết kế mặt đường hơi nghiêng về phía tâm để tăng độ lớn của lực hướng tâm. Để tìm hiểu kỹ hơn, hãy cùng đến phần 1 la mã, lực hướng tâm. Câu hỏi 1, trang 132. Dùng một sợi dây nhẹ không giãn buộc vào một cái tẩy. Quay dây sao cho cái tẩy chuyển động tròn trong mặt phẳng nằm ngang. Có tâm là đầu dây mà tay giữ, giống như hình 32.1. Lực nào sau đây làm cái tẩy chuyển động tròn? Trọng lực tác dụng lên cái tẩy. Lực cản của không khí. Hay lực căng dây hướng vào tâm quỹ đạo của cái tẩy. Hình 32.1 mô tả cho ta thí nghiệm ở câu hỏi 1. Trong đó, mũi tên màu xanh biểu thị cho lực căng dây, mũi tên màu hồng là chỉ chiều chuyển động của cái tẩy. Trong tất cả các lực đó, thì lực làm tẩy chuyển động tròn chính là lực căng dây hướng vào tâm quỹ đạo. Tiếp đến, câu hỏi 2. Dùng một sợi dây nhẹ không giãn buộc vào một cái tẩy. Quay dây sao cho cái tẩy chuyển động tròn trong mặt phẳng nằm ngang, có tâm là đầu dây mà tay ta giữ. Nếu như cái tẩy đang chuyển động mà ta buông tay ra, thì cái tẩy sẽ tiếp tục chuyển động tròn. Cái tẩy sẽ rơi xuống đất theo phương thẳng đứng. Cái tẩy sẽ văng ra theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo, theo hướng vận tốc tại điểm đó. Ta có thể dự đoán như sau, nếu cái tẩy đang chuyển động mà ta buông tay, thì cái tẩy sẽ văng ra theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo, theo hướng vận tốc tại điểm đó. Tiếp đến câu hỏi 3. Lực nào duy trì chuyển động gần tròn của trái đất xung quanh mặt trời? Ta biết rằng lực duy trì chuyển động tròn của trái đất xung quanh mặt trời chính là lực hấp dẫn của mặt trời tác dụng lên trái đất. Bây giờ hãy cùng đến với câu hỏi trang 123. Hãy tìm thêm các ví dụ về lực hướng tâm. Trong thực tế, ta có thể gặp nhiều ví dụ về lực hướng tâm. Ví dụ như sau. 1. Vệ tinh nhân tạo quay quanh trái đất. Lực hấp dẫn của trái đất tác dụng lên vệ tinh đóng vai trò là lực hướng tâm. Hay một ví dụ khác như là xe ô tô đi qua cầu. Khi xe đi qua điểm cao nhất của cầu, hợp lực của trọng lực P và phản lực N sẽ đóng vai trò là lực hướng tâm. Bây giờ hãy cùng đến với phần 2 la mã, gia tốc hướng tâm. Câu hỏi 1. Tính gia tốc hướng tâm của một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh trái đất với bán kính quỹ đạo là 7.000 km, với tốc độ là 7,57 km trên giây. Ta có thể thực hiện bài toán này như sau. Dựa vào biểu thức xác định gia tốc hướng tâm, A hướng tâm bằng V bình chia cho R. Tốc độ ở đây ta có V bằng 7,57 km trên giây, thì ta sẽ đổi ra thành 7,57 nhân 1.000. Đơn vị chỗ này sẽ là mét trên giây. Bán kính quỹ đạo là 7.000 km thì sẽ đổi ra mét, tức là bằng 7.000 nhân 1.000. Thay số vào biểu thức thì ta sẽ tính ra được A hướng tâm sẽ bằng 8,19 mét trên giây bình. Tiếp theo,
Câu hỏi 2. Tính ra tốc hướng tâm của mặt trăng trong chuyển động quay quanh trái đất. Ta coi mặt trăng chuyển động tròn đều quanh trái đất. Biết khoảng cách từ mặt trăng đến tâm trái đất là 3,84 x 10^8 m và chu kỳ quay là 27,2 ngày. Trước tiên, ta thấy rằng đơn vị của chu kỳ ở đây là đơn vị ngày, mà đơn vị chuẩn của chúng ta sẽ là đơn vị giây. Vì vậy, trong quá trình làm thì các bạn lưu ý là chúng ta phải đổi đơn vị. Áp dụng vào biểu thức A hướng tâm bằng omega bình nhân R, mà omega thì lại bằng 2pi chia cho t. Tức A hướng tâm sẽ bằng 2pi chia cho t tất cả bình nhân R. Thay số và tính toán thì ta được A hướng tâm của mặt trăng sẽ là 2,74 nhân 10^3 m trên giây bình. Hãy cùng đến với câu hỏi 3. Kim phút của một chiếc đồng hồ dài 8 cm. Hãy tính ra tốc hướng tâm của đầu kim. Ta có thể thực hiện bài toán này như sau. Kim phút quay một vòng thì hết 1 giờ. Vậy chu kỳ của kim phút T bằng 1 giờ và bằng 3600 giây. Ra tốc hướng tâm của đầu kim. A hướng tâm bằng omega bình nhân R, hay là bằng 2pi chia cho T tất cả bình nhân R. Khi thay số, ta lưu ý phải đổi đơn vị. Đơn vị của chu kỳ sẽ là giây và đơn vị của R từ cm sẽ đổi thành mét. Từ đó tính ra được A hướng tâm bằng 2,44 nhân 10^7 m trên giây bình. Bây giờ hãy cùng sang phần ba la mã. Công thức độ lớn lực hướng tâm. Hoạt động trang 125. Vẽ hợp lực của lực căng dây T và trọng lực P, từ đó xác định lực hướng tâm trong hình 32.4. Để xác định được hợp lực của lực căng dây và trọng lực, ta sẽ sử dụng quy tắc hình bình hành. Từ đó xác định được F hướng tâm giống như hình vẽ. Hợp lực của lực căng dây T và trọng lực P chính là lực hướng tâm tác dụng lên vật. Lực này nằm trên mặt phẳng quỹ đạo và hướng vào tâm O của quỹ đạo. Tiếp theo, câu hỏi 125. Trong trường hợp ở hình 32.4, ta cho dây dài 0,75 m. A. Bạn A nói tốc độ quay càng lớn thì góc lệch của dây so với phương thẳng đứng cũng càng lớn. Hãy chứng minh điều này. B. Tính tần số quay để dây lệch góc alpha bằng 60 độ so với phương thẳng đứng. Lấy G bằng 9,8 m trên dây bình. Ta sẽ thực hiện bài tập này như sau. Dựa vào hình vẽ thì ta thấy góc alpha sẽ là bằng góc BDC. Vì sao? Xét tam giác OAB, alpha cộng với góc ABO thì sẽ bằng 90 độ. Xét trong tam giác BCD, góc BDC cộng với góc BCD thì cũng bằng 90 độ, mà góc BCD lại bằng góc CBA do hai góc này là hai góc so le trong. Từ đây ta có tan của góc alpha thì sẽ chính là bằng tan của góc BDC và xác định bằng F hướng tâm chia cho P, hay xác định bằng biểu thức M nhân omega bình nhân R chia cho MG. Ta rút gọn hai giá trị M trên tử và dưới mẫu. Ta có R thì sẽ bằng L nhân sin alpha. Mặt khác, tan alpha thì được xác định bằng sin alpha chia cho cos alpha, hay là bằng omega bình nhân L nhân sin alpha chia cho G. Từ đó suy ra được cos alpha sẽ bằng G chia cho omega bình nhân L. Vì từ 0 đến 90 độ, hàm cos alpha là hàm nghịch biến. Do đó, khi omega tăng lên thì cos alpha sẽ giảm. Do đó, alpha sẽ tăng. Đó là điều mà chúng ta cần phải chứng minh. Ý B nhỏ. Dựa vào kết quả chứng minh ở câu A thì ta có cos alpha bằng G chia cho omega bình nhân L. Từ đây suy ra được omega bằng căn bậc 2 của G chia cho cos alpha nhân L, căn bậc 2 của 9,8 chia cho 0,75 nhân cos 60 và bằng 5,1 radian trên giây. Tiếp theo, câu hỏi 2 trang 125. Hình 32.5 mô tả một vệ tinh nhân tạo quay quanh trái đất. A. Lực nào là lực hướng tâm? B. Nếu vệ tinh trên là vệ tinh địa tĩnh, tức là nằm trong mặt phẳng xích đạo của trái đất
và có tốc độ góc bằng tốc độ góc tự quay của trái đất quanh trục của nó. Hãy tìm ra tốc hướng tâm của vệ tinh, cho gần đúng bán kính của trái đất là 6.400 km và độ cao của vệ tinh so với mặt đất là 35.780 km. Thông qua quan sát thì ta thấy rằng lực hướng tâm ở đây chính là lực hấp dẫn của trái đất tác dụng lên vệ tinh. Để tính được ra tốc hướng tâm của vệ tinh, ta xác định chu kỳ quay của vệ tinh chính là bằng chu kỳ tự quay của trái đất, tức là T bằng 24 giờ. Ra tốc hướng tâm được xác định bằng biểu thức A hướng tâm bằng omega bình nhân R bằng 2pi chia cho T tất cả bình nhân với lại R cộng H. R ở đây là bán kính của trái đất, H là khoảng cách từ vệ tinh đến trái đất. Đổi đơn vị và thay số vào biểu thức thì ta xác định được A hướng tâm sẽ bằng 0,22 m trên giây bình. Tiếp đến, hoạt động trong 125. Hình 32.6 mô tả ô tô chuyển động trên quỹ đạo tròn trong hai trường hợp. Trường hợp A, mặt đường nằm ngang. Trường hợp B, mặt đường nghiêng một góc theta. Hãy thảo luận và cho biết A, lực nào là lực hướng tâm trong mỗi trường hợp? B, lý do để các đoạn đường cong phải làm mặt đường nghiêng về phía tâm? C, tại sao các phương tiện giao thông lại phải giảm tốc khi đi vào các cung đường tròn? Dựa vào quan sát thì ta thấy rằng ở trong trường hợp A, lực hướng tâm là lực ma sát nghỉ. Trong trường hợp B, lực hướng tâm là hợp lực của phản lực của mặt đường lên xe và trọng lực. Ý B nhỏ, các đoạn đường cong phải làm cho mặt đường nghiêng về phía tâm để tăng độ lớn của lực hướng tâm, giữ cho xe không bị văng ra khỏi quỹ đạo. Ý C, khi phương tiện giao thông đi đến các đoạn đường cong, phản lực của mặt đường không cân bằng với trọng lực nữa. Hợp lực của hai lực này nằm ngang hướng vào tâm của quỹ đạo, làm cho phương tiện chuyển động dễ dàng, tránh tai nạn khi bị trượt ly tâm khi chuyển động với vận tốc lớn. Nếu đi với tốc độ quá lớn thì lực hướng tâm không còn đủ để giữ cho phương tiện chuyển động đúng quỹ đạo. Tiếp theo, em có thể trang 126 giải thích lý do vì sao trong thực tế người ta chỉ làm cầu vồng lên chứ không làm cầu võng xuống. Dựa vào nội dung kiến thức mà chúng ta đã được học thì ta có thể giải thích như sau. Tại vì khi chạy theo quỹ đạo cong sẽ sinh ra lực ly tâm. Cầu vồng lên thì lực ly tâm ngược chiều với trọng lực của xe nên áp lực cầu chịu nhỏ hơn trọng lượng của xe. Ngược lại, nếu mà cầu võng xuống thì cả hai lực này cùng chiều, áp lực lên cầu ngoài trọng lực của xe còn chịu thêm lực ly tâm. Vậy làm cầu vồng lên để giảm áp lực trọng tải của xe lên cầu để làm cho cầu an toàn và bền hơn. Tiếp đến, câu hỏi em có thể trang 126. Giải thích vì sao trong môn xiếc mô tô bay, diễn viên xiếc có thể đi mô tô trong thành của một cái lồng quay tròn mà không bị rơi. Ta thấy rằng khi mô tô đi với vận tốc đủ lớn sẽ tạo ra được lực ly tâm, được coi là phản lực của lực hướng tâm. Khi tạo ra lực ly tâm đủ lớn thì sẽ duy trì được áp lực lên trên thành gỗ, như vậy xe sẽ không bị rơi xuống. Câu hỏi tiếp theo trong 126, chuyển động ly tâm. Một vật đặt trên một chiếc bàn quay, nếu tăng tốc độ góc omega của bàn quay đến một giá trị nào đó, thì lực ma sát nghỉ cực đại nhỏ hơn lực hướng tâm cần thiết để giữ cho vật chuyển động tròn. Khi ấy, vật sẽ trượt trên bàn ra xa tâm quay, rồi văng ra khỏi bàn theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo. Chuyển động như vậy của vật được gọi là chuyển động ly tâm, được mô tả ở trên hình 32.8. Giải thích tại sao thùng giặt quần áo của máy giặt lại có nhiều lỗ thủng ở thành xung quanh. Dựa vào phần giới thiệu về chuyển động ly tâm thì ta thấy rằng thùng giặt quần áo của máy giặt có nhiều lỗ thủng ở thành. Để khi lồng của máy giặt ở chế độ vắt thì sẽ quay với tốc độ lớn, lực liên kết giữa nước và vải không đủ lớn để thắng được lực ly tâm, nên khi đó nước sẽ tách ra khỏi vải và bắn ra ngoài qua các lỗ này của lồng giặt, từ đó làm cho quần áo khô nhanh hơn. Và chúng ta đã vừa hoàn thành xong các câu hỏi của bài học ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.